Hello cả nhà. Tối quá, sắp sáng quá, không thấy đường. Đang ở Ai Cập. Xí, không thấy được cái mặt của mình luôn. Quá tối. Không biết mọi người có thấy rõ không ha? Để Hàm đang chỉnh đây. Tối quá. Hello mọi người. Hà đang ở Ai Cập. Và bây giờ Hà sẽ đi tham quan Kim Tự Tháp. Hà sẽ quay cho mọi người xem nha. Xin lỗi mọi người là ở đây bây giờ đang rất là nắng, bởi vậy là Hà không có thấy rõ cái màn hình của mình luôn á. Hãy cầm giùm em này đi. Ok. À, bây giờ sẽ quay Kim Tự Tháp cho mọi người xem nha. Em sẽ chúng mọi người là Kim Tự Tháp, kỳ quan của thế giới. Đây là đại Kim Tự Tháp, là Kim Tự Tháp lớn nhất. This is a big one, right? Yes, this is the biggest one. Yeah. That great one. This is 147 meters height. 107, 170 mét vuông. Oh yeah, 107 kilometers. 147 meters. Meters. Its height. Ah, chiều but cao its là 100. Size 53,000 square meters. Oh. It's huge. Okay. Chiều cao là 170 mét. Anh Hải đang chụp hình. Bây giờ Hà đang mắc live stream cho mọi người nên là không thể chụp hình được. Thôi kệ. Live stream cho mọi người xem tí xíu. Anh cho em mượn chiếc anh. Rồi. Rồi. Đây đây đây, em chụp panorama. Sao anh lật lại? Sorry, just a moment. Ok, anh đứng em nha. Quá đẹp luôn, nhìn như là trong trong những cái bức hình mà mình thấy. Long ơi, xuống đây đi Long, chụp kiểu này nè mới hay. Cảm ơn. Đây. Ở phía sau đây là thành phố Cairo nè cả nhà. Phía sau là thành phố Cairo. Before we move from here, I'll show you the entrance. I'll talk about the entrance. I like being now. Can you just hold my phone for a moment because I you want like... to take picture. Okay, so you like me to hold it like that? Yeah, like this only. Okay. For my fan, you see, you can. I can move it here. You mean? Okay. Whatever. Yeah, because my fan is like. So it's live now. Okay. So I can move it like this. You mean? Okay. Okay. I take a picture. Okay. Rồi chụp một tấm bình thường nữa mang. Chụp cái Kim Tự Tháp bự á. Một tấm bình thường á. Anh đứng đó đi. Hôm nay thì trời không có nắng gắt lắm, nhưng mà cũng khá là nóng. Hai chụp hình tí xíu nha. Many, many likes. Oh, really? Okay. Có chụp thêm không anh?
Thôi, mọi người thấy Hà hy sinh cho mọi người chưa? Trong lúc tất cả mọi người đều chụp hình. Ok. Yes, definitely. Đó, bây giờ là ai cũng chụp hình mà bây giờ Hà livestream cho mọi người. Thấy Hà thương mọi người chưa? Nhưng mà thấy đến được nơi này thật là rất là khó. Tại vì sự là lâu rồi Hà cũng muốn đến Ai Cập nhưng mà không dám đi. Lần này thì mới dám đi cho nên là đến được rồi thôi livestream luôn. Cho nó trực tiếp, mọi người ai muốn xem gì thì nói nha. Thật ra trong cái kim tự tháp này, cái kim tự tháp đại kim tự tháp này thì mặc dù nó là cái kim tự tháp lớn nhất nhưng nó lại không có gì ở phía bên trong hết. Còn cái kim tự tháp nhỏ hơn thì ở bên trong lại có những cái hình vẽ và những cái đồ mà người xa xưa người ta để lại trong hầm mộ. Còn cái đại kim tự tháp này thì lại không có gì hết. Và Hà nghe nói là phải đi xuống là khoảng 70 thước và trong đó thì nó sẽ có hai cái phòng. Một cái phòng thì gọi là phòng của vua và một phòng là phòng của hoàng hậu. Nhưng mà không có một cái bức vẽ hay gì hết. Thì sẽ có một cái quách để ở trong đó. Cho nên là Hà sẽ không xuống cái không vào trong cái đại kim tự tháp này mà chút nữa Hà sẽ vào trong cái kim tự tháp nhỏ hơn. Nhưng mà vào trong đó thì họ không có cho quay phim cho nên là không quay phim chụp hình cho nên chắc sẽ không có livestream cho mọi người khi mà vào bên trong kim tự tháp được. Ở đây thì mình có thể đi bộ hoặc là mình có thể đi bằng lạc đà hoặc là bằng xe ngựa. Nhưng mà vì Hà, mọi người thấy là khoảng cách đà của Hà thấy là khoảng cách không có xa lắm cho nên ai cũng muốn đi bộ để có thể vừa đi vừa chụp hình. Bây giờ mình sẽ đến gần kim tự tháp hơn nha. Chói quá, không có bỏ cái mắt. Bỏ mắt kiến ra thì nó nắng mà không bỏ mắt kiến ra thì không thấy được. Lý Hải. Yes, Lý Hải. Lý Hải here. Yeah. Đây, đây là anh hướng dẫn viên, anh này rất là am hiểu rất là nhiều kiến thức ở Ai Cập. Hướng dẫn viên ở Ai Cập thì thường là họ luôn luôn phải là tốt nghiệp đại học và nhiều người còn có cả bằng thạc sĩ và tiến sĩ. Đó, bây giờ Hà sẽ đến gần để coi xem là kim tự tháp họ đặt những cái hòn đá như thế nào. Nhìn xa thì mình sẽ không có. À, đây là rất là nhiều hòn đá được trồng lên nhau đây. Đến gần là mình sẽ thấy. Anh Hải thấy cả phát hiệu cảm nghĩ không? À, ước mơ lớn nhất trong đời đó là được đặt chân đến hai nơi, một là Ai Cập, hai là ở Nam Phi, đúng rồi. Mà đây là lần đầu tiên được đặt chân đến đây. À, Khánh Nhiên ơi, chị đang ở Ai Cập, ở thủ đô Cairo, Ai Cập. Và bây giờ chị đang tham quan kim tự tháp. Cho mọi người xem nha. Khi mà mình đến gần thì mình sẽ thấy là các kim tự tháp được xây bằng nhiều hòn đá chồng lên nhau. Cái hòn đá rất là lớn. Mọi người có thấy rõ không? Vừa muốn chụp hình mà vừa muốn livestream cho mọi người. Xong đợt này mà lên hình sẽ có một series hình chụp với kim tự tháp mà phải cầm cái điện thoại. No thanks.
Nắng lắm cả nhà ơi, không biết có nhìn rõ, mọi người có nhìn rõ không? Hà bỏ cái mắt kính ra thì chói quá mà Hà đem mắt kính vô thì Hà lại không có nhìn được màn hình livestream. Cho nên sorry cả nhà là không có gọi tên được ai hết trơn á. Tại vì nắng quá nó chói cho nên là Hà không có nhìn thấy được mọi người. Để xe qua lại tiếp kim tự tháp cho mọi người xem. Chẳng mấy khi đến được đây, ai gặp mình cũng đi thảo hết trơn vậy ta. Mình đang đến gần ngay dưới chân kim tự tháp luôn. Nha. Dạ. Ok. Phan, từ từ chụp bạn. Vô chưa? Ok. Rồi chụp mình đi. Mấy cái cửa. Nè vô nè. Vô cửa. Không vô thôi thôi đừng rớt xuống đây giờ. Chụp tôi với cái cửa rồi rồi. Bầu trời xanh không một lượng mây. Ở Ai Cập này thì đất nước cũng khá là rộng lớn, nhưng mà người ta chỉ tập trung sống xung quanh sông Nin và chỉ sống ở 7% diện tích của quốc gia Ai Cập thôi nha. Và lúc trước đây thì Hà tưởng là trước đây thì Hà tưởng là kim tự tháp nó nằm đâu xa xa ở ngoài sa mạc hay đâu, nhưng mà khi đến đây thì mới biết được rằng á là kim tự tháp nó nằm ngay trong gần khu dân cư luôn, gần ngay thành phố luôn, chứ không có ở đâu xa hết. Chỉ cần đi khoảng từ trong trung tâm đi khoảng tầm 30 phút là đã tới kim tự tháp rồi. Bây giờ mình phải vào đây mình nghe nói chuyện về kim tự tháp nha. Quay lại chụp cái hàm tấm. Tiến ơi, em có thể giúp chị là một tay em cầm cái máy này livestream mà một tay em chụp giùm chị cái hình cái máy này, chị muốn chụp hình của hết. Ok. Chị đang mất livestream đây chị không. Hình. Dạ. Chị không đi xong về chị không có tấm hình nào hết. Ok. Em xíu nha, chụp tấm ngang nha. Ok, cảm thấy là em mời, em mời vô đến 10. Mời chụp chưa? Nãy giờ đang kiếm ngựa, kiếm con lạc đà, quay cho mọi người xem con lạc đà. Nãy giờ thấy ngựa không à? Ủa sao ở đây mình không thấy lạc đà vậy Tiến? Ở xa xa đúng không? Dạ, xa xa kia coi. Để giúp mở đi qua bên kia quay lạc đà, để chụp hình lạc đà luôn. Mọi người có thấy cái cửa vào không? Cửa vào mà đang quay nè. Đó, hãy để mọi người coi có một cái cửa. Một cái cửa vào. Anh, cho em coi hình lại đi. You look absolutely beautiful. Yeah, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Có người phải được được khen người khen đẹp. Đây mình tập trung đi chung đi. Nữa phải cho em một chương trình chụp hình riêng nha. Đúng rồi, họ bận ra đó anh chụp hình riêng cho em đi.
Đường đang chụp chưa? Đây, đường cầm này luôn chưa? To the pyramids. This is a great pyramid.